Ông lẹ lại. Bưng nó lên, bưng nó lên, dính nó lên luôn. Ra đây về mày. Rồi, vừa rẻ mà lại vừa chất lượng đấy ha. Ok rồi. Ừ. Xuống lại chỗ kia ngắn hơn, chỗ ngắn, ngắn ngắn lại. Đúng rồi. Ừ. Rồi. Bye bye, mọi người nhớ còn đặt nha.